Sáng nay, Bộ Ngoại giao phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm, tổ chức hội nghị gặp gỡ châu Âu năm 2021, đối tác Việt Nam EU hậu COVID-19 và công bố sách trắng Eurocharm 2021. Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Liên minh châu Âu, các nước thành viên và Eurocharm thời gian qua với hơn 15 triệu liều vaccine từ cơ chế COVAX, các kênh song phương cũng như chương trình hồi sinh nhịp thở do Eurotram phát động tại Việt Nam. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh, bất chấp những khó khăn bởi đại dịch COVID-19, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-EU tiếp tục tăng trưởng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận kiến nghị những giải pháp, hình thức hợp tác phù hợp để các địa phương mở cửa an toàn, xây dựng lại chuỗi cung ứng, sản xuất và phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, hội nghị cũng góp phần kết nối hợp tác thu hút đầu tư với các đối tác từ châu Âu. Dịp này đã diễn ra lễ công bố sách trắng thường niên lần thứ 13 của Eurocharm và lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác mới giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Eurocharm. Sở Y tế vừa đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên chưa tiêm đợt trước và học sinh trung học cơ sở từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 11. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, học sinh, đến đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, dân đồng phụ huynh cho trẻ, học sinh tiêm vaccine phòng COVID-19, ra soát hiện trạng sử dụng các trường học, đảm bảo đủ điều kiện để bố trí điểm tiêm phù hợp theo quy định, quy động giáo viên, nhân viên, ngành giáo dục tham gia hỗ trợ công tác tổ chức tiêm chủng tại các trường học. Theo Bộ Y tế, Pfizer và BioNTech vừa cho biết vaccine phòng COVID-19 của họ vẫn có hiệu quả 100% ở trẻ em từ 12 đến 15 tuổi sau 4 tháng tiêm liều thứ hai. Theo hãng này, dữ liệu đã được thu thập từ 2.228 tình nguyện viên thử nghiệm tiêm vaccine phòng COVID-19. Kết quả là không có tác dụng phụ đáng lo ngại nào xuất hiện trong vòng ít nhất 6 tháng sau khi tiêm mũi thứ hai ở những người được theo dõi. Trong số 2.228 người tham gia, có 30 trường hợp mắc COVID-19 có triệu chứng, tất cả đều ở nhóm giả dược. Điều này đồng nghĩa rằng vaccine có hiệu quả 100% ở mọi giới tính, chủng tộc, mức độ béo phì và có bệnh nền đi kèm. Trong ngày hôm nay, Đồng Tháp ghi nhận 609 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 154 ca trong cộng đồng, cộng dồn đến nay là 19.074 ca. Cụ thể, thành phố Sa Đéc 28 ca, Quyền Châu Thành 7 ca, Quyền lấp Dò 10 ca, Quyền Lê Dung 54 ca, Thành phố Cao Lãnh 21 ca, Quyền Cao Lãnh 11 ca, Quyền Thanh Bình 3 ca, Quyền Tam Nông 20 ca. Hôm nay, Quỹ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025. Theo đó, các nhiệm vụ được triển khai khi chưa có sự cố xảy ra như tuyên truyền phổ biến quyết định số 05 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng, triển khai các chương trình huấn luyện, diễn tập, phòng ngừa sự cố, giám sát, phát hiện sớm sự cố, các điều kiện sẵn sàng ứng phó ứng cứu khắc phục sự cố xây dựng phương án ứng phó ứng cứu đối với một số tình huống sự cố cụ thể khi có sự cố xảy ra sẽ thực hiện tiếp nhận phân tích ứng cứu ban đầu và thông báo sự cố triển khai ứng cứu ngăn chặn và xử lý sự cố xử lý sự cố gỡ bỏ mã độc và khôi phục hệ thống tổng kết đánh giá dân dân